chợt nhận ra đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi chúng mình vừa nhìn thấy nhau, con tim đã yêu đậm sâu. Và anh kể từ giây phút này mình cùng nhau hướng về một mái ấm mãi về sau. Cảm ơn những điều đưa ta đến bên nhau, cảm ơn từng lời nói quá mau. Giấc mơ mình cùng xây đắp cho nhau, nắm tay và đi hết cuộc đời. Ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi. Yes, chúng ta bạc hai mái đầu. Chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió. Ngay từ bây giờ, ngay từ lúc này, xin được trân trọng kính mời. Quý đã đến chung vui cùng gia đình của anh Nhật và chị Loan.
nhân ngày vui của đôi trai tài gái sắc cô dâu xinh đẹp, Trang Ngọc Trà My sẽ kiêng cùng chú rể đẹp trai Nguyễn Văn Đạm. Lời nói đầu tiên cho phép Hồng Phúc thay mặt cho trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Âm Thanh Ánh Sáng Tài Lộc xin gửi đến tất cả toàn thể vị khách quý, quý quan khách có mặt trong buổi tiệc hôm nay lời chúc sức khỏe thân thương và lời chào mừng trân trọng nhất. Vì khách quý kính mến, đến hẹn lại lên, chúng ta lại sống trong bầu không khí sẽ là ấm áp đầy tình người tại gia đình của anh Nhật và chị Loan. Quý vị khách quý của chúng ta đã đến đây đã tìm một tình làng nghĩa xóm hết sức là cao cả. Điều đó đã nói lên một mối tình đoàn kết gắn bó mà mấy đời nam cha ta đã ngày công xây dựng. Vâng, một lần nữa chúng tôi cũng đại diện cho gia đình chủ tiệc xin được trân trọng kính mời toàn thể vị khách quý đã đến đây rồi thì chúng ta cũng hãy nghiên cứu ít thời gian quý báu của mình mà ở lại chung vui cùng gia đình quan Nhật và chị Loan cho trọn đêm nay và hơn thế nữa là dùng với gia đình một buổi tiệc cháo thân mật. Sự nhiệt và sự tử tế của vị là niềm vinh hạnh sức lớn cho gia đình chủ tiệc thân thương của chúng tôi. Trong lúc chiêu đãi của nhân vật tiếp xúc có điều chi sơ sót, rất mong vị khách quý của các bạn hãy niệm tình tha thứ bỏ qua cho trước khi dứt lời, thay mặt cho gia đình chủ tiệc cũng như toàn thể anh em đội ngũ thợ nấu tiếp tân gia đình cùng trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Âm Thanh Ánh Sáng Tài Lộc kính chúc quý vị khách quý có một buổi tiệc cháo thật là ngon miệng khi ra về, luôn luôn từ lộ bình an dồi dào sức khỏe và làm ăn phát đạt. Và bây giờ chương trình liên hoan văn nghệ mừng ngày vui của cô dâu xinh đẹp Trà My sẵn nhiên cùng chú rể đẹp trai Văn Đạo do trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Âm Thanh Ánh Sáng Tài Lộc đến từ chợ Văn Giáo đã ập chết sự đồng phép bắt đầu. Và để bắt đầu chương trình văn nghệ trong buổi tiệc hôm nay, Hồng Phúc xin gửi đến quý vị qua một thành khúc rất vui, rất có ý nghĩa trong buổi tiệc. Nhạc qua lời của nhạc sĩ Trương Phi Hùng, nhạc phẩm tiệc mang tên Đám Cưới Miệt Vườn. Xin mời cả nhà cùng cảm nhận ca khúc này. Xin chia một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho cô dâu xinh đẹp Trà My và chú rể đẹp trai Văn Đam được trao nắm tình phi mãn. Bắt đầu nghĩa phu thê. Xin cảm ơn quý vị. Ngày hôm nay sớm mình thì ta vui, đám cưới làng bên sức do rộn ràng. Nhìn ông thấy ông cười sáng tươi, hôm nay là ngày cưới nở rồi thằng sao. Kìa cô dâu nhiều dạng lại đến na, cô bác điều xin chúc nhau ly siêu bình. Bà ba khoe qua đường trần sĩ quang, ba với ông từ giờ chính thức được làm xuôi. Ông hai ba dùng ta hai cùng vô, dù chân phân chân ta chúc cô dâu mới, dù chân phân chân ta chúc chú sĩ quang. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chúc sự kiên trung lòng đừng đến tương lai. Vui cháu con đầy đặn là quê thiên sống xa. Ngày hôm nay xuống mình thiệt là vui, ông từ qua vui nên cuốn sách yên tình. Còn hòa ba chơi thiệt là hình ca, nào có một ngày quay hướng cho tình ta nhân tư. Từng quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng ngôn ngào nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là lúc ngày hôm
nay sống mình thì ta vui, đắp với nàng bên sức gió rộn ràng. Nhìn ông cười sớm cười, hôm nay là ngày vui nhau cho thành sao. Kìa cô nhau như dạng lại đến nó, cô bắt điều khiến chúc nhau đi chiều mừng. Bà bao khoe qua đường chàng sĩ quang, bao nhiêu ông cười giờ chính thức được làm xuôi đấy nghe. Đến tương lai một hai ba vô ba hai một vô ai vô càng ly chúc mừng cho đàn gái ai vô càng ly chúc mừng cho đàn trai rồi cho hai họ sớm vui các con tình đàn lạc quê thương xôn xao. Ngày hôm nay sống mình thiệt là vui ông từ qua vui lại cuốn sức nhịp tình còn bà bao giờ chỉ là hết ga làm sao có một ngày quay uống cho tiền đàn em tư tình quê hương đúng thiệt là dễ thương đám cưới nhà quê sức danh nghiệp vườn lòng lôi nào nhất định tới năm sau đám cưới tụi mình đúng thiệt là linh đình lòng lôi nào nhất định tới năm sau đám cưới tụi mình. Sâu trong đôi mắt này, anh hờ hững không như bao ngày. Phải chăng nơi chốn đây để anh vội đến và rồi vội đi? Phải chỉ anh thấu hiểu rằng em đã yêu anh rất nhiều. Sống xa hạnh phúc đâu sẽ kiếm tìm, em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm. Lúc anh không còn ai hết, hãy ở im em sẽ đi kiếm. Bởi em yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống xa. Chỉ đến về đêm lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đâu? Anh chỉ đến về đêm lúc say, vì hết say anh đâu ở đây? Anh là ai đi qua chốn này? Còn em là ai trong cuộc đời anh đây? Nói đi anh người ơi, vì sao anh đã yêu em như vậy? Thank you.
đèn ở ngoài ấy ra xa, mà xưa còn thắm mơ còn thắm hoa, xưa còn xanh màu yên, nụ cười có đẹp nói em rằng câu hò câu hát năm xưa có vang rộn tiếng vui, hay là phòng hướng đêm vắng ai về mai nắng trời. Hướng xa I'm
Thank you.
Thank you.
đi đi cô ta tìm đi đi cô dù tìm ngắm từ câu chậm chung lòng lơ lắng công yên thường thích tình còn xa không ngày vì cảm thương ngày tháng cũng nắm trôi dần biết đi hương nào về đâu biết đi hương nào về đâu la 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 đi quan trong vườn thì tu xin đi quan trong vườn thiên tu lớn tưởng thiên tưởng còn quá xa bao khó khăn đã vượt qua tưởng thiên tưởng còn quá xa bao khó khăn đã vượt qua tưởng thiên tưởng còn quá xa nguyện không lùi bước khó khăn đã vượt qua nhau em chẳng quên
những đi chút xíu nữa mời ông trở lại đâu đâu. Ngài là một thơ thương rồi nhớ mà cớ sao lòng thầm thầm. Yêu là cứ chân dưới lê nhà làm xuôi, ngủ bia chơi lánh chín tháng mười ngày có cuộc cưng nuôi. Tân bằng nồng yêu đậm sâu có đúng ta hồng thì cũng không làm cho ta xa cách nhau. Em trong gào anh cắm câu tân tung trong đồng nhiệt quyết cho mình về làm dâu. Mắt này ơi xin đừng đi cha cha, hát vang lên
Gái quê em quê các con nhà tròn đôi tám năm
mừng rải xuống nhân gian, cho cái trái nảy mầm kết quả, dung đắp nhân duyên cho cha gái yêu thương, cho cuộc đời kết nối những mùa xuân, cho cuộc sống luôn sánh màu hạnh phúc. Và bây giờ chương trình nghi thức ra mắt công viên ai họ của cô dâu xinh đẹp Trà My Sến Duyên cùng chú rể đẹp trai Văn Đàm do trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới âm thanh ánh sáng tài lộc cùng đội ngũ thợ nấu nhà lưu động Thu Thủy Đạm trái sự được bọc phép bắt đầu. Chào mừng toàn thể quý khách quý đã đến dự buổi lễ phú quý của đôi trai tài gái sắc cô dâu xinh đẹp Trần Ngọc Trà My Sến Duyên cùng chú rể đẹp trai Nguyễn Văn Đàm. Lời nói đầu tiên cho phép hồng phúc thay mặt cho gia đình chủ tiệc ông Trần Ngọc Nhật và Lê Thị Loan cùng trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới âm thanh ánh sáng tài lộc cùng đội ngũ thợ nấu nhà lưu động Thu Thủy xin gửi đến tất cả toàn thể quý khách quý có mặt trong buổi tiệc sáng hôm nay lời chúc sức khỏe thân thương và lời chào mừng trân trọng nhất. Kính thưa quý vị khách quý, con viên ai họ kính mến, tình yêu là một món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho mọi chúng ta. Thế thì tình yêu là gì? Đố ai các nghĩa được tình yêu có nghĩa gì đâu. Một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, làm mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Chính vì thế tình yêu là sự rung động của một tâm hồn, hy vọng một trái tim đồng điệu, là sự hòa hợp với hai con tim, và là điều kỳ diệu nhất mà trong cuộc sống của chúng ta ai cũng phải đi tìm. Và ngày hôm nay Trà My, Văn Đàm đã thật sự tìm thấy được điều kỳ diệu của tình yêu, tìm thấy được nửa yêu thương của chính mình. Vâng, và để có một ngày hạnh phúc, một ngày trọn đầy như ngày vui hôm nay, một điều hiển nhiên đã trở thành chân lý, đội quy ngưng không thể nào quên được công ơn vô lượng thâm ân của các đấng sanh thành đã nuôi nấng. Ngày sau đây Hồng Phúc sẽ được trân trọng giới thiệu gia đình chủ tiệc. Đầu tiên xin được cung thỉnh ông Trần Ngọc Nhật, bà Lê Thị Loan là song thân của cô dâu xinh đẹp Trần Ngọc Trà My, cũng là đại diện cho gia đình chủ tiệc. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng như để chúc mừng gia đình chủ tiệc. Vì khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cả cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mấy trời lòng lòng không phụ kính công cha. Ta tạo sớm ơn mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân này che chở đời con. Kính thưa quý vị, hôm nay sum họp chúc mai, tình chung một khắc nghĩa dài trong năm. Cái nghĩa là sự ràng buộc của hai trái tim, bởi sự kết duyên con tơ bà Nguyệt, bởi sự thuận tình của gia đình hai họ, bởi cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, nghìn năm một thuở chẳng hề phai, đã khiến cho hai trái tim Trà My, Văn Đàm cùng hòa chung một nhịp đập. Hai nửa cuộc đời sẽ mãi mãi bên nhau. Và biết khách quý ơi, chúng ta cho một tràng pháo tay thật dài, thật vô, thật nồng nhiệt để chào đón đôi tân lang và tân nhân nhân lộng lại nhất, đẹp nhất. Đó là cô dâu xinh đẹp Trần Ngọc Trà My Sến Duyên cùng chú rể đẹp trai Nguyễn Văn Đàm. Xin mời đôi bên hãy tiến lên lễ đài hạnh phúc. Chầu quấn lấy thân câu, phải duyên phải nợ, mi về sống chung, đam ơi cho mi theo cùng, đắng cay mi chịu, ngọt bùi sẻ chia. Kính thưa quý vị, trên sân lễ bây giờ, nhà gái hân hoan mừng sự quý, nhà trai hân hở đón dâu hiền, hai bên cha mẹ xưng dày, anh đi làm sĩ, em về làm dâu. Xin mời anh Nhật và chị Loan cùng với chú rể và cô dâu hãy cúi đầu chào để gửi đến tất cả toàn thể quý khách quý với lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất. 1, 2, 3, cúi đầu. Ngay sau đây Hồng Phúc xin được thay mặt cho gia đình chủ tiệc ông Trần Ngọc Nhật và Lê Thị Loan xin được trân trọng tuyên bố. Kính thưa quý vị khách quý, quan viên ai họ kính mến, hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 2022, nhằm ngày 15 tháng 2 năm Nhâm Dần, gia đình của ông Trần Ngọc Nhật, bà Lê Thị Loan hiện ngụ ấp Thới Thuận, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã kết tình thông gia với ông Nguyễn Văn Liến, bà Nguyễn Thị Lê Thủy hiện ngụ ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An
dần. Sau một thời gian tìm hiểu, hai bên đã thống nhất chọn ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt để làm lễ vu quy đến với cô dâu xinh đẹp Trần Ngọc Trà My, sinh viên cùng chú rể đẹp trai Nguyễn Văn Đam. Sự hiện diện của tất cả quý vị khách quý là niềm vinh hạnh rất lớn cho gia đình thân thương của chúng tôi, cũng là hành trang đẹp nhất gửi đến cho Trà My, Văn Đam trong buổi tiệc ngày hôm nay. Nào, xin mời cô dâu xinh đẹp Trà My và chú rể Văn Đam hãy tiến lên phía trước, cùng khui rượu sâm banh, cùng bật nắp sâm banh để nói lên lời thề thủy chung son sắt của mình. Xin mời chú. Em như một chiếc rượu đầy, anh chưa uống cạn mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Kính thưa quý vị, rượu là biểu hiệu cho sự nồng cháy, ái ân của tình yêu, sự khát vọng của con tim. Những dòng rượu đang chảy được ví như nước và mật ngọt. Nước dặn Nam ơi, cố gắng kiếm phù thí ra đời Nam ơi. Tôi gặp đội quá thật xa được mạnh nha. Dân chào lên, ok. Một chào phù thí thật lớn để chào đón hoàng tử cung ti ra đời. Năm sau là năm quý phải kiếm quà công chúa đó. Rũ hồng kết nghĩa phu thê, tình trao nồng thắm, duyên về với nhau, cùng chung bước đến mai sau, thủy chung chung thủy, sắc màu tình yêu. Cha là bóng cả, ngã che con, mang cả tình thương chẳng xoáy mòn. Mẹ ơi, vạn nẻo con đường, có đi mới biết công ơn mẫu từ. Tiếp theo nghi thức, xin mời cô dâu và chú rể hãy bước đến dâng rượu cho cha mẹ để tỏ lòng thành kính biết ơn và hiếu thảo đối với công ơn sinh thành dưỡng dục. Nào, xin mời anh và chị hãy nâng ly uống cạn với hai con để chúc mừng cho hai con được trăm năm hạnh phúc. Mẹ là sự sống, tình yêu và hạnh phúc. Cha là sức mạnh, ý chí và niềm tin. Cha mẹ nhận một đời bảo tố để cho con mãi mãi được bình yên. Con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Vui quá uống hết ly cuộn luôn rồi quý vị ơi, cầm ly đi thêm nữa, thêm bia vô. Và chủ gia nói hôm nay mừng quá có được, xin thay mặt cho gia đình chủ tiệc nâng ly rượu mừng để gửi đến tất cả toàn thể vị khách quý lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất. Và vị khách quý hào ơi, chúng ta cùng hãy rót rót thật đại ly, vậy cùng nâng ly lên với chúng tôi, cùng đi 1 2 3 vô thật to để chúc mừng cho Trà My Văn Đam được trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Vâng, và bây giờ xin mời quý vị những ly nước ly bia, quý vị đâu rồi ạ? Dân cao quý vị ơi, chuẩn bị 1 2 3 vô. 2 3 cũng ly với nhau coi, vô ông không vô bà ơi. Qua 2 mấy năm chào đi đi mà thằng rể xin cầu dân ông ta bà nguyện ông cô bà cô nhà phụ đậu gai đưa cũng lúc một hòa bình sắc cả bảo hiểm đầu dân ông bà rất nhiều chân ta ta. Rộn ràng kiều trước châu về dinh ngân gian xa xa câu hành. Em mời ông chủ gia đẹp trai nói vài lời cảm ơn quan khách đã không quản ngại đường xa xa xôi về đây chung vui cùng gia đình của mình. Dù cho em nói 1000 lời cảm ơn không bằng anh nói 1 từ, 2 từ cảm ơn thôi là đầy đủ ý nghĩa lắm rồi. Và chính vì thế xin mời anh phát biểu nói vài lời. Xin mời anh. Và trước hết mình dần xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn gần xa đến chung vui với gia đình, không biết nói gì hơn. Một lần nữa mình dần xin tất cả cảm ơn tất cả cô bác anh chị và các bạn gần xa một lời chào thân thương và trân trọng nhất. Quá tuyệt vời khi được lắng nghe những tràng pháo tay quý vị với lời người chúc tốt đẹp. Những tràng pháo tay thay cho tiếng pháo, thay cho lời chúc để chúc mừng cho ngày trọng đại của hai cháu Trà My và Văn Đam được trăm năm hạnh phúc. Xin cảm ơn toàn thể quý khách quý có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời trân trọng kính mời anh chị hãy về góc ngọc kính bàn tiệc cùng thưởng thức những món ngon mà do đội ngũ thợ nấu nhà lao động thu thủy làm chất chương trình chiêu đãi. Xin mời anh Nhật cùng chị Loan đến từng bàn thưa quý vị để nói lời quý cho buổi tiệc ngày hôm nay. Xin mời em. Một lần cắt bánh, một lần yêu. Hai lần cắt bánh, yêu rất nhiều. Ba lần cắt bánh, nên duyên thắm, hạnh
phúc trọn đời, mãi mãi yêu. Và bây giờ xin mời chú rể hãy đút bánh cho cô dâu, và cô dâu cũng đáp lại trong cho từng người chồng mới cưới của mình. Hãy đút bánh lại cho chú rể và cùng thứ hương vị chiếc bánh tình yêu của mình đi nào. Cô dâu ăn hết lắm đút yêu yếu thôi, ta giữ eo đó à. Hôm nay là một ngày đại hỷ, một ngày vui nhất trong cuộc đời của đôi trai tài nghệ sắc Trà My, Văn Đam. Nên đôi Kinh Ngương của chúng ta cũng có thể với nhau rằng em mới nghe chú rể Văn Đam nói nhỏ bên tai cô dâu xinh đẹp Trà My như thế này nè quý vị. Văn Đam nói: "My à, đôi ta như thể con tầm, cùng ăn một lá, cùng nằm một nông. Đôi ta như thể con ong, con cuống, con quýt, con trong con ngoài. Rồi ta chung gối, chung chăn, chung phòng, chung chiếu, chung khăn từ đầu. Đồng thời chung cái giường tàu, vậy thời chung cả hộp chầu ống vôi. Ăn cơm chung cả một nồi, gối đầu chung cả dầu hồi nước hoa. Chải đầu chung cái lược ngà, soi gương chung cả nhành hoa khoác đầu." Kính thưa quý vị, tình yêu trang hòa mà son sắt, mặn nồng mà thủy chung. Nào xin mời chú rể đẹp trai Văn Đam hãy hôn nhẹ vào gò má cô dâu Trà My một cái để nói lên lời thề thủy chung son sắt của mình. Hoặc chưa, từ từ cháu nó sẽ nhừ, nó chậm mà nó chắc. Nhớ lời anh dặn Đam ơi, từ từ thôi cưng. Anh đến 1, 2, 3 hãy chuẩn bị hôn cô dâu, đừng làm cô dâu sợ. Nào chuẩn bị 1, 2, 2 rưỡi 2 đầu mây 2 chút chớp hôn cô dâu, hôn em chút chút cho vui. Thế thì cô dâu thì sao, cũng đáp lại tấm chân tình người chồng mới cưới mình đi chứ. Hãy hôn nhẹ vào bờ má của ông xã Văn Đam đi nào. Hôn này là hôn thề đó nha, thề trọn đời trọn kiếp bên Văn Đam mãi mãi. Nào chuẩn bị 1, 2, 2 rưỡi 2 đầu mây 2 7 2 8 2 9 10 hôn chú đi. Hôn anh chút chút chủ tiền đây, không có thể nào mà hôn chung chung thành đâu vợ chồng nữa. Phúc ơi, em kêu hai đứa nó hôn làm sao, hôn như thế nào, hôn ở đâu, hôn ở chỗ nào mới thành đôi vợ chồng bột tài. Không đâu cân, không ơi hả, hai vợ chồng mày hôn trước đi ta mấy tin. Đâu rồi, vợ của tài đâu rồi, lên đây cân. Mày ơi, đừng bay nhé. Hoa ơi, hãy tỏa hương. Và cây ơi, lai thật khẽ. Chú đôi bạn trẻ, Trà My, Văn Đam, chuẩn bị hôn. 1, 2, 3, kết bì. Hôn chưa quý vị, hôn chưa? Hôn chưa, chị anh nói chuyện có hôn. Chị anh nói chuyện có hôn. Tám có cô dâu, hai ông bà
là tình yêu thương trên đường. Gọi gian lời ca chúc nhau hát nụ cười chúng ta. Chàng đơn thân chào nhạc chim hôn, ánh mắt yêu thương không sao gần xa. Chỉ nhân đều phải có nhau trong đời, sắc son mãi tình yêu. Và ngay sau đây thì xin mời một anh chàng đẹp. Tết năm này quê ta quá chịu chơi, tiếng nổ vang ai đám cưới hoa mời, thì khăn đống áo dài đi nhậu về, mừng cô sáu đầu xuân thêm chút rể. Bên gia đình anh tám có cô dâu, hai ông bà hạnh phúc hết như nhau, hai kẻ đẹp đôi thì cô chú
Mãi cho riêng mình em thôi. Lời yêu thương